Trong cái thời gian anh đi làm chung với anh Johnny với anh Nam thì anh thấy anh Johnny với anh Nam thì đều được, nhưng mà anh muốn bầu cho anh Nhưng mà đồng chí Johnny Khang hơn. ơi, đồng chí Khang. Không, tôi thì không có ứng cử trước chức vụ nhàm Ừ, chán này. tôi biết. Tự, tự nhiên tôi lại có cảm giác là tôi đang nghi ngờ năng lực của đồng chí rồi. Không. Nhưng mà đồng chí phải hiểu tôi ứng cử cho anh Johnny lên không phải là chức đội trưởng về gọi là hình sự hay dân sự cái thứ, mà đồng chí phải hiểu là anh này là chuyên về bên kho bạc. Vài bữa nữa anh sẽ đứng ở kho bạc là mấy casino rồi Tôi dạng là bị đỏ phản nhanh đó sếp ơi. Chào mày, chào mấy bạn gái Đâu, kênh chat đẹp bị lắm đội đánh nhỏ. hơi nhanh chứ. Anh Gấu ơi, chuyên huấn luyện cảnh khuyến à? Thôi bây giờ vậy nó ấy lắm. Đây là lát nữa sẽ đăng một cái bài thông báo, trong đó là sẽ có tất cả cái tên của sao tụi mình những vote người nhờ? có khả năng lên lên được, thì khi mà vote xong rồi mới tìm ra lại người, đút lót rồi. Nhưng mà cái phiếu vote cao nhất đó vẫn sẽ được bị xem xét lại có đủ khả năng hay không. Đại, đại. Còn nếu mà phiếu vote cao nhất đó không đủ khả năng á thì bắt đầu có tới phiếu tiếp theo ở dưới. Ừ, nhưng mà ý là vậy nè, ý là bây giờ nếu mình vote đúng không thì mọi người cảm thấy là người ta chưa chưa đủ để tin trưởng để làm đội trưởng, thì chúng ta có thể cho người đó thử việc tầm một tuần hai tuần gì đó. Alo alo, để yên, tôi phát biểu ý kiến cái nào. Bây giờ nha, bây giờ tôi lêu nếu mà để tôi sẽ lêu một số thông tin như này: một là đồng chí Johnny, hai đồng chí Lam, ba đồng chí Hùng, bốn là đồng chí Ken. Ở trong này thì tôi nghĩ là những có bốn đồng chí này là có khả năng là lên chức đội trưởng là hợp tôi, lý nhất. Nói chung là tôi thêm một lời anh Tùng tí nhá, thì chức vụ đội trưởng này tôi nghĩ là không phù hợp với tôi lắm. Tôi nghĩ là tôi chỉ hợp với chức một cảnh sát trưởng hay là phó thôi. Tùng à, cứ nhau nghe không sao bơi. Cái kiểu này má nghe giống như là nó cướp cái chức tội gì cảnh sát trưởng á chứ. À, em không nghĩ là kiểu cướp cái chức đâu mà cướp luôn cô Yumi hay sao á sếp. Thế là bây giờ là chúng ta còn ba đồng chí. Vấn đề là đồng chí Nam vừa mới được thăng chức hạ sĩ á, đồng chí Nam vừa có vẻ thấy chưa đủ hay sao á. Ui, lương lên 3-7 năm. Đùa chứ. Thêm được 40.000 mỗi phút. Chung là tôi còn ba đồng chí nha. Này lên là hợp lý rồi. Bây giờ còn ba đồng chí Hùng, đồng chí Johnny, đồng chí Ken, thì bây giờ đấy, bây giờ cứ đăng một bài lên, xong là để cho mọi người thảo luận. Cái thứ hai là để cho khi nào thảo luận xong rồi bỏ phiếu xong thì cảnh sát trưởng phỏng vấn từng người. Thế Johnny thôi. Ơi, Johnny. Hợp lý thì anh thực ra thì đồng chí Tùng mình muốn đồng chí Tùng boss thì cũng dễ ăn nói thôi. Tí gặp giáp bộ anh rước anh ngã vô người rồi dúi vậy. Tôi chở đồng chí Tùng đi vòng, đồng chí kiểu hiểu cái nghiệp vụ của tôi liền mà. Giúp đồng chí Tùng trả nợ cũng được, cái nợ hết cái thành phố của tôi. Tiền bạc gì quan trọng đúng không anh Tùng? Ừ thì thật ra thì nói tiền bạc thật đây cái con số thôi mà. Nói thật với đồng chí Khang ấy, đối với tôi tiền bạc nó chỉ là một con số thôi. Con số đề. Tối nay tôi sẽ làm con xe tỷ ba về rước cả đôn đi chơi, nhưng xe đấy chỉ có hai chỗ thôi nhá, thông báo trước. Ừ. Mỗi người đi vòng. Ừ. Tôi sợ cô dừng bao 24/25 luôn đó đồng chí. riêng em dần thì tôi có thể bao 25/24 luôn. Không phải riêng dần thì đồng chí Tùng có thể chuyển chủ sở hữu xe cho luôn. Ờ rồi giờ mình sao sếp ơi, sếp Tâm ơi. Nhưng mà sao tụi mình không thấy nhắc gì đến sếp Dương nhỉ? Đúng rồi, anh Dương. Sao tự nhiên mọi người hình như tôi quên mất là trong đầu mình có anh Dương luôn chứ. Không, cái này là xin lỗi các đồng chí, thật là tôi không nhớ thật sự đấy. Đang hợp. Mọi người có thật sự là để Tâm đồng chí Dương không vậy? Tôi thấy mọi người có vẻ là biết đồng chí Dương có xúc động. Đồng chí Tâm đừng nói như vậy, đồng chí Tâm đừng nói đồng chí cũng quên nữa là chắc luôn. Đúng. Ai cũng quen hết ta, đủ quen chết rồi. Tôi nghĩ chắc tầm này đồng chí Dương nay đi thu thu tiền kiểu hỗ trợ người dân góp cái quỹ phát triển thành phố sếp ơi. Không, thật ra này mọi người để tôi có ý kiến như này á, thật ra thì anh em mình ở trong đồn tất cả mọi người đều là đồng chí, đều là anh em của nhau. Đúng. Đúng rồi, trừ đồng chí Dương nhá. Anh em để tôi trật tự để tôi nói cái gì, cái lúc nào nghiêm túc là ra nghiêm túc. Bây giờ ấy, tất cả mọi người, những cái tên vừa nêu ra, Hùng, Ken thì đồng chí Nam là loại rồi, Hùng, Ken này, Dương này. Với lại một đồng chí nữa là đồng chí gì vừa tôi nhắc tôi quên mẹ rồi nhỉ. À hết rồi, có ba đồng chí đấy. Là
đồng chí Johnny đó, này bốn đồng chí, thì trong bốn đồng chí nhưng này mà, nhưng mà giả bộ thí dụ mà tụi mình kiểu tuy là chắc khả năng là không được vote đó, nhưng mà người có thể bỏ một bạn nữ vô được không, chứ nam không mình thấy cũng hơi này nọ. Chưa ai đủ khả năng cả. Em nói anh Khang nha, tại vì nữ á, hiện tại là khả năng của nữ giờ đang rất thấp, cao nhất là chị đi ti thì cũng chưa có khả năng luôn. Em không hiểu hả? Ý anh hả? Ý là bỏ cho có vậy thôi không? Chứ biết là không được rồi đó. Không. Mình phải xét theo cái năng lực chứ các đồng chí. Đúng rồi. Giống như anh em đâu phải tự dưng mà vote anh Johnny lên, anh đánh hơi tốt thì cho anh lên chứ. Nếu mà xét cái năng lực là anh Johnny chắc cũng phải hạng nhất hạng nhì á, mà ở dưới tiếp lên 1-9-1-10 chứ. Bây giờ tâm cái gì không? Tâm là cảnh sát trưởng, tâm phải nghiêm túc trong cái vấn đề này, tại vì cái vấn đề về đội trưởng nó không như là ví dụ như anh em mình nói chuyện với nhau tếu hoặc tấu hài như nào được đâu, tại vì có nhiều cái nó liên quan đến, cái thứ nhất là liên quan đến bộ mặt của đồn cảnh sát, cái thứ hai là liên quan đến cả thành phố. Sau này nó còn rất là nhiều vấn đề liên quan. Đúng, đồng chí đồng. Mà các anh yên tâm đi, anh nào mà chưa được lên thì rồi dần dần sẽ được lên thôi. Tôi là cũng lần đầu chưa biết được tôi rồi. Sẽ như thế nào đâu. Nhiều khi tôi phải xuống á chứ. Đâm ra là có khi là sẽ có đồng chí thay vị trí của tôi đấy. À mẹ, cái thằng nào nãy giờ nó cứ nhắn tin cho mình nhỉ. Chắc nhiều khi người dân họ cần hỗ trợ anh Tùng ơi. Em hiểu luôn rồi anh Khai. Thế nha, bây giờ như này thì đấy, bây giờ ý kiến của tôi là như thế, nhưng mà đồng chí Khang hình như là đang trầm tư vào đồng chí Tâm là đang trầm tư suy nghĩ cái gì thì phải. Không phải, đang nhắn tin cho Yumi á. Nhưng mà đây nhá, bây giờ anh em này, trong lúc đồng chí Khang đang trầm tư suy nghĩ, anh em có công nhận với tôi là đồng chí Khang là dạo này là thức khuya hơi nhiều nên mắt hơi đen đúng không? Gì, không phải Khang, Tâm. À đồng chí Tâm đúng không? Mắt hơi đen đúng không? Khang công nhận không? Mắt đen xì. Tôi cũng thấy vậy. Chắc tối đồng chí xếp Tâm hay coi video ấy chứ. Không phải, nhiều khi tối đồng chí Tâm bận đi với Yumi đi đâu thì không biết thôi. Tối thức khuya làm lụng. Hồi nãy cô ấy nói với tôi là đừng tìm em nữa. Thôi rồi, ôi, thôi xong rồi. Vậy là đồng chí Nam nói gì vô rồi. Vậy là đồng chí Nam đơm vô rồi. Đồng chí Nam đơm vô là chắc. Lúc nào rảnh thì ra Discord anh bảo nhé. Đội trưởng mình nên giữ mồm giữ miệng, sự ơi. Mà anh gửi tin nhắn cho mày rồi đó. Anh Tâm, rồi. Bây giờ không có đủ người á, anh bây giờ anh làm một cái nốt đồng hành Discord á, anh vote anh ghi 4 cái tên nó lên rồi mọi người, 4 cái tên nó anh nốt riêng á nha, để mọi người ví dụ thấy cái tên nó hợp lý là đúng rồi, tên enter xong rồi để tích một phát đấy là được, tại vì là có sticker mà. Thì đó, thì đó ý của em là sticker đó. Tại vì là cái vấn đề ấy, là cái này thì mọi người cũng không thể trách được cảnh sát trưởng, tại vì xét cho tất cả mọi khía cạnh thì cũng chỉ có 4 đồng chí này là sáng giá nhất ở trong cái vị trí đúng, 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 thôi. Đúng rồi, sáng giá nhất nè. Nhưng mà nếu mà lát nữa anh giao cái quyền tạm thời cho em nha Gấu, tối nay em gặp đồng chí Dương em giải quyết luôn mấy cái vụ hôm bữa nha. Ok nè. Nhưng mà nè, tôi nói cho nghe nha, dạo này tôi thấy đồng chí Dương á không có đi làm nhiệm vụ nhiều nha, mà toàn là thấy mặc đồ thường phục ở đô ti không á. Thấy gặp mấy lần đi với lại mấy găng khác không biết sao nha. Cái vấn đề hôm nào anh gặp anh Dương cứ phải nói chuyện đó chứ. Lưu lại cái bằng chứng cái, nếu mà tại vì đồng chí Dương đã làm nhiều việc lắm rồi, hai cái việc mà là cần phải xử là bữa tới nơi rồi đó. Bữa chú ôi cha căng dữ vậy ta. Đồng chí Tâm cũng nói rồi. Là đồng chí Dương là gần ao ngành tới nơi rồi đó, mà nếu mà cứ tiếp tục như vậy mà không đi làm đi đi chơi nữa là chắc chắn là ao luôn. Nếu mà coi kêu Dương về coi cứu được thì cứu chứ vậy hoài không được đâu, mấy người trên nói. Mà nói không phải nói mình nữa, nói Tâm đầu tiên mà. Nhưng mà Dương, Gấu ơi. Vâng. Gấu ơi, anh bảo đây. Vâng. Tôi nói chuyện với Dương ấy thì cứ nhẹ nhàng tình cảm thôi nhá. Tại em biết mà. Em đừng có dùng... Em biết. Em chơi với anh Dương đầu game mà. Em đừng có dùng có mấy biện pháp mạnh nha. Ai bệnh phải mạnh là biện pháp gì trời. Lấy cái cây nhắn đến đồng chí Tâm ơi. Đồng chí Tâm. Bé anh đi chơi. Đồng chí Tâm ơi. Tôi muốn tố cáo. Ai tố cáo bằng chứng. Ngủ dậy cái bị ghi sai chính tả đó. Đâu tiền đâu đấy. Đây tôi thằng này nhiều tiền. Đây thằng này. Thằng tôi đang chỉ tay nè. Này ẩu. Tôi có bằng chứng hôm qua là tôi đang thực hành nhiệm vụ xong là tôi đói quá tôi đi bóc giang. Lâu cũng cho ta sai chính tả cái chứ. Tôi lại không có lý do nó mang về đồn. Đồng chí xong là nó lục người tôi. Đồng chí xem bây giờ là nên giải quyết như nào. Đó là đồng chí Tập kêu anh rồi. Không, hôm qua lúc đấy Tâm off duty rồi.
Thế là bây giờ là tôi thì tôi có ý kiến như này, tôi thật ra là anh em trong đồn thì tôi cũng không là bắt chẹt quá. Ừ. Thôi bây giờ tôi đền mỗi người 5 triệu. Không, bây giờ là dành cho tôi cái tổn thất tinh thần với lại về gọi là cái vật chất mà khi tôi không đi công tác được. Chắc mình giải tán đi sếp ơi. Đi sếp ơi. À ra tiếp xe nè mọi người, ra tiếp xe 8 người nè. Má. Đi. Đây để tôi đu cho cái nghiệp vụ tôi cao, để tôi đu cho các đồng chí. Đồng chí Tâm vào xe đi, đồng chí Tâm. Em đu rồi, vậy. Nào, muốn đu vậy. Đây em lên xe cho rồi. Rồi đu đi. Lên. Nhớ thắt dây ta ở ngoài thắt được cái nha. Còn một đồng chí nữa lên đi, đót đâu lên xe. Rồi. Trời ơi. Ở ngoài này thấp. Ở ngoài này thấp game vẫn bị rớt đó nha. Anh em chạy quần. Anh em ra chú ý. Vấn đề đỏ. Thôi. Như 4 khỉ vậy. Đúng vậy. Tắp vô lại nè. Tắp vô lại nha. Mình phải lấy từ ngoài mình cặp vô chứ đồng chí. Nhưng mà người ta đang đứng ngoài anh ơi. Anh nhắc nhở nha. Ok. Xuống xe nhắc nhở đi đồng chí. Tao không cần xuống xe đâu. Đồng chí chạy xe cẩn thận nhá, đồng chí chạy xe cẩn thận nhá, đừng vượt đèn đỏ nhá. Sao rồi, đi tiếp đi. Đồng chí chạy xe cẩn thận, đừng vượt đèn đỏ nhá, gây nguy hiểm cho người khác đấy. Đấy nha, cẩn thận nhá. Má cảm thấy chửi hay cu ly vậy? Sao gặp là năm đốt nha đồng chí ơi. Mình làm lớn, mình phải làm gương đồng hồ sếp ơi. Thì ốc. Nhưng mà đồng chí Tâm ơi, đồng chí Tâm. Lấy cu ly nha. Đồng chí Tâm. Ê nhưng mà ngoài này vui này đủ, bốn đứa đứng ngoài bốn màu luôn này. Thế nhưng mà của... Vì cái vụ vừa lấy tôi, đồng chí giải quyết cho tôi thế nào, đền 50 triệu hay 100? Anh nhức đầu hết chứ. Đừng có rớt nha. Nhức đầu nữa, đừng rớt xe cho. Không ấy chạy chậm để em nhảy xe cái chứ. Anh em mình lên cash. Anh em có đi đâu nhỉ? Anh em có thấy là 4 thằng ngồi bên trong là con người, còn 4 đứa bên ngoài là con khỉ không? Sếp ơi, rồi lại. Thằng nào rớt vậy? Ủa thằng rớt vậy? Không, đúng cái thằng mà bảo anh em mình là con khỉ. Quả báo lên sớm vãi lộn. Mình đạp nó rớt xe liền. Mày, ê lột quả nha, lột lột quả. Gấu ơi, người ta bảo là quả báo đến sớm vãi lột đấy ạ. Cái lột ra. Rồi đi tiếp đi. Di chuyển đi em Kem ơi. Em Kem ngồi xe mô tô nhìn án quá ta. Ghé vô mấy cái chỗ nào đông người, vô mấy chỗ khu vực làm việc chữ y rồi không. Nhưng mà đồng chí Jolly ơi, Jolly. À tôi nghe. Má, em Kem đi không khép háng mà cứ có cái gì như khẩu súng. Tôi nghe. Ôi chạy luôn rồi. Trời má. Đồng PC hả? NPC. Dài bướm rồi nha anh trai. Ăn gậy đó. Chắc phải nhắc nhở cho em mặc quần dài vô. Má chết luôn chứ mà vẫn chơi đôi bộ. Chết luôn á. Anh này sao chỗ này vắng khách dữ ta. Chắc nó trên casino hết rồi quá. Ok, chạy ngược chiều, ok. Quen quá vậy. Mời ra tù nha. Đừng bóc lịch nữa nha. Nhìn đây bài của cậu A đó không ta? Đúng rồi, ông Út. Trời ơi. Giám sếp. Ôi trời ơi, bác ơi. Bác chạy về chết con rồi. Bác Út chạy vội dữ vậy, bác Út. Trời ơi, hết xe hết xăng rồi, phải tiết kiệm tiền đồng. Ok, thôi bác chạy cẩn thận nha bác nha. Bác có tuổi quá, bác chạy cẩn thận nha bác. Mình di chuyển đi. Ổng giờ ổng cũng có tuổi, ổng lãng tai rồi, mắt mờ đồ. Bây giờ mình tổ chức đi vây bắt cái bỏ một. Đi. Vây bắt bỏ một. Anh em mình kiếm cái rạp xiếc nào muốn nói gì. Em Kem kiếm anh nào tránh xé em. Kiếm đi anh đi. Em kiếm anh Nam em Tùng. Kiếm anh gấu. Đúng rồi, cậu. Khép cái háng lại em Kem ơi.
Má giờ giờ cái đồ mình mà on đủ á, xong mua 2 chiếc 3 chiếc này chạy nó đông. Đủ má đéo chạy nổi luôn thề. Bây giờ móc súng thử coi nè. Móc thử viên đạn được luôn á, bắn được luôn. Bắt được mà ở ngoài. Bốn súng đạn. Nó chĩa đó mà. Kem ơi em thử chạy qua bên phải cho anh té súng nghe Kem. Ủa thí dụ tụi ngồi trong nó bắn đi thì có bây giờ có ông nào đang chạy xe là mình khè cái đi nhờ. Ôi giờ nào nó gách mà còn chạy xe đạp ta. Ok ok. Bắt luôn. Alo. Chạy vô lề anh trai ơi, chạy vô lề. Tắp vô lề, tắp vô lề. Tắp tắp kia ông tắp không? Tắp tắp tắp. Tắp vô lề. Anh tắp vô lề. Ôi kia. Lên bắt thằng áo đỏ, lên bắt thằng áo đỏ. Thằng áo đỏ lên được. Ôi trời rất là trường đầy giao thông mà đợi đấy. Anh nghe nói nó giàu rồi. Tắp xe vào lề anh ơi. Yêu cầu anh áo tóc đỏ, tắp xe vô lề. Tắp giờ lề anh ơi. Áo đỏ, tắp xe vô lề. Tôi nhớ anh này có xe mà, xe hơi mà ta. Sao anh? Anh có biết anh vừa phạm tội lỗi gì không nhỉ? Lỗi gì anh? Anh vượt đèn đỏ nhá. Đèn đỏ nào em thấy đèn đỏ đâu. Đồng chí Jolly phạt phạt bill nhẹ thôi nhá. À, nhắc nhở nhanh tại vì tôi cũng biết cái hoàn cảnh của anh casino nó siết lạ. Em nói thật luôn là bây giờ trên người em còn không được bộ đồ. Đây trên người anh tôi cuốc giờ còn mỗi cái cuốc thôi. Anh giờ anh lấy cái gì? Hai cái xếp cả cầm chở em quá à, em đang đi. Chắc siết bộ đồ quá. Còn cái hướng đó hướng casino mà tay. Rồi mà di chuyển đi. Đi làm. Em ơi Kem, chạy ra bên ngoài Kem, chạy ra bên ngoài Kem. Các đồng chí im nha để tôi thử súng. Súng nó bắn đâu, súng anh ấy anh ơi. Cái súng nó cứng hơn á. Thôi đừng nữa, cái súng nó gõ vô mỏ là sưng á. Lên mỏ 1 luôn, chạy thẳng vô mỏ 1 luôn. Đừng bật còi, chạy thẳng vô mỏ 1 luôn. Ừ, chạy thẳng vô mỏ 1 á. Hồ lốt. Anh Kem. Em phải cho đều. Anh kiếm cái cột nó cứng cứng á. Anh đi xét xe lô nó làm có xe hết rồi. Anh quẹt đúng không? Ừ đúng rồi đó. Nhưng mà yêu cầu là tí đã đừng có lật xe phát là bốn thằng ở ngoài chết luôn đấy. Lật bên nào là hai thằng bên đấy chết đấy. Không, chỉ sợ là vậy nè, chỉ sợ là đang chạy cái tụi nó chạy ra tụi nó quẹt giữa xe mình nó nằm mẹ. Mình đi nhẹ nhàng vô mình hù nó thôi, mình đi xe trắng thì tụi nó không biết đâu. À sắp tới là anh em sẽ cảnh đồn mình sẽ có trường huấn luyện để cho anh em gọi là tập sử dụng vũ khí nhá. Có mà. Có phòng đó mà. Dạy ơi, nhưng mà có phòng đấy nhưng mà chưa có quy định về tâm bia tập súng cho anh em bên phải nè, em tập luôn đi. Đó, đây bia di chuyển à. Bia. Cái gì đây? Có tấm bia di chuyển sau lưng rồi Johnny. Johnny bắn nè. Cái tấm bia đó chưa vô tầm của tôi đồng chí. Ủa thí dụ mà ngồi trong bắn ra thì có dính mẹ mấy đứa ngoài không? Không bắn được, không được. Dính người ngoài không bắn được. Cái xe này ấy, là bốn người ngoài ở trong là phụ, ở ngoài là phụ trách bắn. Còn bốn người ở trong ngồi hú hiếp. Thật ra là cái xe này bốn ngoài là phụ trách đỡ đạn. Không phải. Trong là bắn. Ý của cái xe này ấy, là nó để hộ tống một người rất quan trọng ngồi trong xe à, hiểu không? Thì có bốn thằng đu như này cầm súng để bảo vệ. Che đạn à? Che đạn và bảo vệ. Thì chắc chắn đó là anh Johnny rồi chứ, tại anh là khuyển mà. Mình phải chắc phải cho K90. Đi như vậy mà cái xe nó to ra chứ. Ai ai. À, vô nha. Đừng mình vô. Ôi trời. Chết luôn. Chưa kịp. Chết hạ sĩ. Sao cả con người anh tâm biết. Sao anh chết hạ sĩ rồi. Tôi còn thiếu nợ tiền hôm qua, tiền chết hôm qua tôi chưa có ấy đó. Trời ơi. Khổ thân ôi giời ơi. Tôi nghĩ tới lúc mà phút 90 là đụng cái đoạn này cũng có chuyện mà đu ngờ tới sớm vậy. Á, rồi này cái đồ hay cái đạp xiếc. Vậy sếp ơi. Đừng có giỡn nữa sếp. Có hai người chết. Anh em tập súng điện bắn liên tục vào đây này. Để anh em nào cho anh Tứ 2 triệu, anh Tứ không có tiền để vậy đi sếp ơi, em kèm tí tới hô hấp cho sếp hay gì vậy?
Chờ em Kem tới thử cái súng em Kem cái. Tí em Kem, tí em Kem sẽ đút khẩu súng vào đây nè. Đấy. Ông Tâm nằm yên để tôi dạng hạ dạng chân đó nhá, dạng chân. Bây giờ ông muốn thì nhất từng thế biết được nha. Em là đang hỗ trợ tôi dạng chân đồng chí Tâm ra cái. Để tôi kéo cái chân ra làm chân ra. Cốp xe này bao nhiêu anh Khang? Không nhớ nữa. 20, để coi. 20. Ê tính ra là ổ má. Kem mới tính toán hết đấy nhờ. Nó đi theo tụi mình là nó tính toán hết đấy. Nó biết cái thiệt hại của tụi mình trước gì trước sau gì cũng xảy ra à. Nó bắt rồ trước từ dưới thành phố rồi. Cái vớ này tao nghi lắm rồi. Bắn hụt à? Hụt đau hụt. Cái nghiệp vụ của tôi vậy sao hụt? Đó nè thấy không? Nói xong rồi đi. Nè thấy không? Ấy hơi giúp bạn đâu bạn ơi. Ôi bạn ơi, bạn bạn không có, bạn tôi đưa vay thì bạn nói đó, chứ bạn đưa phải làm vậy. Bạn chờ xíu rồi tôi lên tôi đưa bạn tiền mặt luôn được không? Tiền nãy tôi thấy rồi. Nãy tôi thấy bạn tung tăng trên xe, bạn nhìn thấy tôi bạn còn nhớ mai tôi. Không phải, tại bạn không cảm đi với đội nó phải giữ khoảng cách chứ. Bạn còn nhớ mai tôi này kia. Nhưng mà tôi không có bỏ bạn, bạn tin tôi. Lúc tôi phất lên tôi cũng có tiếc tiền bạn đâu, tôi cho rút sẵn tiền mặt, tôi cho bạn luôn 10 triệu tiền tươi. Xong rồi tối, xong rồi bạn ơi, rồi tối đó tôi cũng đưa bạn lại 15 triệu mà bạn tính cho bạn lời 5 triệu ấy chứ. Không, nhưng mà đấy là tôi... Giờ bạn đi một vòng ở đâu đi, tôi xong cái nhiệm vụ tôi mới ơi, tôi mới nghỉ trực rồi tôi chạy lên đưa bạn tiền mặt được. Trời ơi. Nha, uy tín. Trời ơi anh em ơi, nó không tốt lành đâu, anh em biết gì không? Bữa tối đó, nó ăn 200 mấy đúng không, nó cho tôi 10 triệu. Xong rồi tối đó luôn, hề với anh em đúng tối đó luôn. Vô mượn tôi lại 15 triệu, tôi hỏi ôi tiền nó hết rồi. Vừa mới trả nợ cho mọi người xong, nhưng mà còn khoảng được 100 triệu ở trong tài khoản, không có tiền mặt mẹ cho tôi mượn là 100 tôi mua cây súng một cái. Cái này đúng kiểu thả anh tém nó bắt tôm luôn á. Nó cho tôi 10 triệu, xong mượn lại 15 triệu lời 5 triệu. Là anh em nghĩ coi, ai lời? Ai lời thôi. Trời ơi. À các đồng chí ơi, các đồng chí có bánh không? À, ok. Đồng chí Hùng có bánh nước không? Đồng chí Hùng cho tôi cả nhá. Anh Kem nó trong thành phố, nó cứu trong thành phố rồi. Có người lên đây cứu. Đồng chí lên quá vậy. Thực ra thì ok để tôi kéo anh qua đây. Không phải. Thực ra thì cái đồ mình ai cũng nhiều tiền á, đồng chí cho đi, trừ anh. Ôi mà các anh ơi, các anh có biết người dân tên siêu ở trong thành phố mình không? Siêu cấp vậy hả? Siêu thôi, tên siêu thôi. Mã siêu à? Ồ, tôi hỗ trợ cho ảnh 50 triệu để lấy cái bằng lái, tới giờ ngày thứ 3 rồi ảnh chưa liên lạc với tôi nữa. Anh coi như vậy thử, là anh biết rồi mà biết chắc chắn là mất rồi đó. Anh coi thử ở trong hồ sơ lý lịch coi có anh không. Rồi để tôi coi. Bây giờ cho đi. Bây giờ thực ra bây giờ mà tư cút ngay đâu là đang nợ bên cảnh sát. Tư cút ừ nó cứ tại sắp cút rồi. Thấy là nợ nhiều lắm hả? Rồi ăn cái đó đi thì nợ bên cảnh sát là 70. Còn nghe đâu bên Tam 88 là 100. Thì giám hộ ông kêu ổng á, anh cho ổng cái cuốc. Xong ổng lên ổng làm đi, xong rồi tụi mình đợi cuốc đủ đồ ổng rồi lên bắt ổng cái nữa. Anh làm vậy nó hơi trái với đạo đức đồng chí Khang. Cảnh sát nghiệp vụ thì kém nhưng mà đi làm chưa cho thì giỏi quá. Anh Khang sao nghiệp vụ mà kém được cái anh gấu này. Nhớ những là một lá phiếu nha anh Khang. Được, tôi biết rồi. Em kìa. Ok. Ủa chưa tâm thư. Từ từ để tôi coi đồ á, lát nữa tôi coi số tôi nhờ Tâm chép giùm. Ủa nhưng mà sao nhìn thấy thiếu á ta? Hình như trên đây thiếu rồi à. Chưa có Tâm. Anh có anh em dưới này nè. Cấp đóng. Anh Nam với anh Tùng đang bắn hôn. Anh Gấu ơi. Ôi tôi ổn anh ơi. It's all remain calm. Mày đâu? Đủ má mày. Ôi trời. Cái gì vậy?
Tôi hạ sĩ của tôi. Nó đi cà nhắc luôn kìa. À gấu ơi, à, kem ơi, kem. Có bánh không? Cho tôi cái bánh với kem. Nè, có nè. À thôi, tôi thích ăn bánh của kem hơn. Kem xinh gái quá, cảm ăn kem nha. Thầy ăn bánh của kem nha, kem của kem đi. Tôi ngán kem lắm rồi, nè, sếp ơi. Cho em vô trong được không? Không. Cho em vô trong được không? Đứng ngoài đi. Rồi vô nha, vô nha. Giờ mình dịch. Em bảo kem đi theo, kem đi theo. Chạy cẩn thận. Đừng mở còi nha, đừng mở còi nha. Cứ chạy vô thôi, đừng mở còi. Đi đường dưới, phải đi đường dưới. Rồi. Mình vô, ý là mình vô mình chớp nó cái thôi đúng không? Đúng rồi. Các bạn có đồng chí nào to nè, đồng chí nào chớp đi. Để xa chớp nữa. Ờ, không có ai để chớp hết. Giữa khi đứng ở ngoài, nó thấy nó đứng một đống ở ngoài. Nó nói trên độ quan sát tụi mình á. Ừ, nó kêu mẹ mấy này làm gì ta. Đồng chí Johnny à? Tôi nghe đồng chí Tùng. Nhà tôi dạo này đang nhiều dịch và không biết nó phát tán từ đâu ấy. Đồng chí sang Bình Tân xem đánh hơi hộ tôi xem có biết chỗ nào không đấy. Thôi giờ cũng núp như con chó bên này rồi. Không, đồng chí Nam chắc cũng đang núp. Ờ, nhưng mà khoan, thì tôi hỏi một cái làm sao để check cái bạn ấy ta. À, bắt đầu. Phải không? Muốn chết cho ai on đúng không? Ôi, cái chị gái cũng đông quá ta. Ê da, tôi nghĩ là mình nên làm chuyện gái riêng quá công sự ơi. Phải đi chập trước chứ. Không mà kiểu mà sếp, mấy sếp với nhau á, mấy sếp mà đứng ở ngoài vậy nhìn nó hơi chó đắp á. Thường là lính nó đứng ngoài mà. Chỗ này đúng không ta? Lên chỗ này à? Bởi vậy cỏ lúa bằng nhau quá mà. Ôi da, cho tôi gấp, tôi gấp. Má cái đường như thế kia. Cái đường như thế kia không đi, đi đây này, cái đường này. Thôi đại quá, đường không vậy các đồng chí. Hay là chắc tôi đi bộ lên quá. Rồi phải chạy, phải tút xuống dưới kia kìa mới lên được. Kìa, bây giờ cái đoạn này lên được, cứ đu đi. Rồi di chuyển. Nhưng mà tụi ngồi đây gì vậy? Xuống đây chết á. Cái đồng chí Tôn. Rồi cái đồn cảnh sát tổ hài tự ái. Ơ sao anh không ngã? Má trẻ. Anh Nam ơi. Thực sự Nam kỳ thế. Đồng chí Nam. rồi nổ mà. Từ từ anh em. Khóa dây, cài dây vô. Cài dây giùm cái. Cài luôn má. Không, nó bị sốc là rớt á. Ờ, từ đó đi. Cái chỗ này. Anh chạy sát qua bên phải đi, tôi đi sát bên trái á, chạy sát qua phải là được. Chỗ này lên đúng không? Lên trên. À chỗ này nè, đúng rồi, lên đi. Đi 10 cây thôi nha, đi 10 cây thôi. Để tôi nhấp thôi. Dám rồi. Lòng đường rồi đồng chí ơi. Ở đây không đi được đâu. Chạy. Ủa lộn rồi. Ngoài phải lên. Đúng rồi. Đi qua cây cũng phải quẹo phải. Rồi quẹo. Rồi đi theo cái rãnh luôn. Tôi hổ đĩa ở đây mà. Sư tôi ra đây tôi bắt vợ trên này ngoài chứ. Lên thăm cá đúng không? Tôi bắt ghen. Lên được không ta? Ừ. Được. Hai mấy không được đâu. Không bỏ mẹ. Ôi trời ơi. Đánh lên lại được. Alo. Đang đi lên chỗ câu cá. Ôi sếp bỏ tay ra sớm đi sếp ơi. Sếp. Sếp làm siêu à? Mới nhập vậy xe hả? Đâu có đâu. Dạ lên luôn. Đâu cái xe đó giờ mà tại vì chúng ta không có tiền mua thôi. Rồi quẹo tiếp. Chạy lên đây được, lên đây được. Má lên đây lấy đâu đường. Rồi luôn. Anh tôi chết. Cấm sửa ơi. Đổi chỗ không sửa ơi.
Rồi nhầm đi. Rồi chứ chỗ khác cũng thử. Anh không được. Ôi à. Rồi. Xe luôn. Tôi nghĩ là mình lên mình chật một vòng rồi mình đi chỗ khác đi. Xe đâu công sự? À sao công sự? Xe công sự, xe đâu 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 rồi công sự? Xe mình nó xịn xoay gót rồi. Ôi người dân đông quá ta. Ôi tôi nghĩ là tôi có việc phải làm công sự ơi. Anh có hai lần đi đầu đá rồi đó anh có tâm tin tưởng mà. Để anh tin tưởng. Từ ngày lia vào đồn cảnh sát mặt cười. Ý gì Ly ơi, tôi vào đồn cảnh sát giúp cái đồn cảnh sát phát triển hơn mà. Cái lũ má. Em ăn đố bạn nha. Fan làm sao fan lây cái rách cho cả đồn ca luôn rồi. Cái ơi, hết Ly, tới Tú Phạm. Chị ơi, chị phải đè chị. Em nhớ sai, bảo yêu em. Mũi ơi, anh vẫn yêu em mà thằng ơi. Mũi có con cá ngoài kia còn mũi. Em thì có cá luôn nè. Kệ nguyên cá chà mặt luôn rồi mũi. Bạn làm mà. Cảnh sát nghiệp vụ bằng không, người thì nghiện ngập người thì tấu hài, còn cảnh khuyển thì chỉ có mõ. Tối về mình cấm trực lại đó, không ra đâu. Bao mẹ chạy luôn đấy. Bao mẹ là sao anh? Bao gì là sao anh? Bao mẹ là sao? Bạn ơi, bạn ơi. Cái thằng gấu này sao mày cũng bao mẹ cũng nghĩa là không bao bố đây. Thế mà cũng hỏi nữa, bao mẹ có nghĩa là không bao bố. Thế thôi. Các sếp chạy bắt lên này một em ra sau đó đi đào nữa các sếp. Ai bắt đầu mình cái con cá chăm mặt con người này. À, củ mùi á, củ mùi á bạn. Đâu Hùng? Đây, cậu ba được cậu. Thay mọi em cho mày thêm mồi nữa mày câu à? Bà mẹ áo ba nhà trước cái nhà mình cắm cụ cái mồi to to chó này. Bạn lại cho con cá chả bạc không biết ai ấy nhỉ? Đồn vui đẹp. Lên hẳn á lia cây chị ơi, cây. Nghe em chỉ nói tiếng chị cho em con cá vui bắp. Cho em được. Bây giờ là em. Tính nhá. Tôi về đi. Ôi, ca sếp ôm đi, ca sếp ôm đi, ca sếp ôm đi. Về nè, mọi người. Ca sếp ôm đi nhá, chúc ca sếp ăn cơm ngon miệng nhá. Cái chiếc xe đẹp á, hình như mấy chiếc xe thì... Cái chiếc này nó... Ghê quá vậy. Cái gì đấy? Nó toàn cá trà mặt vậy. Tôi quý mọi người lắm, tôi mới tặng đó. Quý lắm đó nha. Dạ, cảm ơn sếp nha. Sao lấy được cái bàn ngá vậy? Em muốn chào. Tôi giữ xe không được nè. Lên đó thôi. Giữ xe không kịp nữa. Rồi. Từ thôi nha anh. Tao cá một cái lồ mình cũng có thằng chết anh coi nè. Ê giời ơi sao đồng chí ai đóng cái cửa ai đóng cái cửa đồng chí Khang ơi sao đồng chí lại có khẩu súng to thế à, ai cầm súng kia ai cầm súng kia hùng ừ, sao Hùng lại có súng bắt mua trên kia á ủa sao khẩu súng to vậy ủa bắt được không coi bắt được không ôi ủa cái súng này trong đồn có mà sao Hùng nó lại có ờ à, cái súng này nó bị lỗi ở trên đồn 2. Ủa làm gì có cái Uzi này làm gì mua được? Đâu cái đồ Uzi nè, Van Rifle. Rifle không mua được ta? Có giảm thanh luôn kìa. À có khi nào chiếc xe này đứng trên đây là nó có không ta? Làm gì có. Không nó mua trên đồn 2 chắc. Ờ nhưng mà mua kiểu đứng lên xe này thì có hiểu không? Trời ơi Hùng ơi, không được dùng súng này đâu Hùng ơi. Tự nhiên nó hiện ra mà anh. Súng này không được dùng đâu nha. Ủa tôi đâu ta? Không mình đâu. Thì mai tôi được ngồi bên trong trên à. Trên xe mới thấy được cái này. Trên xe thôi.
Không, nếu glitch xuống thì được. Với cây glitch rồi. Glitch xuống à. Được, glitch xuống được. Nhưng mà ai lại chơi thế? Ôi! Thấy cây hàng chưa? Thấy cây hàng đứng chưa? Lại nha. Đấy à, lại đánh bóng hơi nhiều đó nha. Anh có biết là đây là nguyên một đồn cảnh sát chúng tôi không? Thành phố mới mời gặp xếp. Anh xúc phạm cho người lái. Tớp xe vào lại. Số nào các đồng chí? Trời ạ. Rồi sếp nói chưa đi sếp. Em đánh nó được chưa sếp? Đứng lên vòng tròn luôn. À, mấy cảnh sát à. Nãy giờ tưởng không gặp xếp. Bây giờ anh đưa sử dụng cảnh sát chúng tôi đó. Anh đã nhìn thấy cây sổ súng mới chưa? Sếp ơi. Mấy sếp biết em phải hỏi mấy sếp biết quyền thoại tư cút chưa? Tư cút. Tư cút chưa? 1-4 mà mấy sếp có thấy quyền thoại sẽ có một quyền thoại khác kể từ hôm nay à. Sếp ơi, sếp gật đầu cái cho em cái sếp. Cái đồng chi phải biết ở đây tụi tôi có súng. Bảy triệu bạn ơi. Cảnh sát đánh dân 7 triệu. Có đồng chí nào thấy tôi đánh dân không cái đồng chí? Không. Cái ốc chai gì đó bắp vô tôi á, bắp dưới đi, bắp đi dài á. Không. Bắp đi dài đi. No. Bắp thử cái nút đi dài thôi. Bây giờ là animation nhưng mà Johnny là thiếu mình 7 triệu nha. Ôi giời ơi. Tôi làm gì anh hả anh Tuế ơi? Ủa Johnny tưởng mình không có camera hả? Các đồng chí cảnh sát đua ai thấy gì đâu mà. Ai vừa đánh tôi đấy? Giết người dịch. Ai da, anh Tuế ơi, tôi thấy nha anh Tuế ơi. Tại anh Tuế anh làm gì đồng chí? Sao đấy anh Tuế ơi? À đâu hết rồi. Em còn 17 nữa hay ai? Sếp ơi, mày lấy lại công bằng cho em sếp ơi. Thôi giờ mình lấy, không phải giờ mình lấy lại công bằng cái. Thôi bây giờ tụi mình bây giờ u hết đi. Cho ông tới nó đứng kiểu giống như nó giết hết cảnh sát đi. Cho nó gọi là ai gọi tôi vậy? Xuống đi má. Alo. Rồi sao mày đậu đi về. Nói tôi nhắn em vậy. Em vợ ra đây. Em vợ ra đây. Không. Để anh điện nhỏ. À đây rồi. À đây em biết lỗi rồi anh ơi. Sao không? Anh điện nhỏ nói chuyện xíu có đâu. Cái là gấu đúng không? Rồi gấu quay đầu đúng không? Ủa cho đi không đi à? Không đi với cảnh sát à? À tôi bấm lộn, tôi bấm lộn. Đi chở đi bán luôn cho đi. Anh nợ 7 triệu. Tôi sợ chở tôi ra sòng bài. Anh em về công viên đi, anh em về công viên đi. Chủ tịch đang ở đấy để tôi bán cái cần câu cái. Ui, bán cần câu thì tôi tịch à? Dạ. Dạ thôi để chở tâm về đồn đó. Dạ, cái cần câu được nhiêu hả đồng chí Tùng? Chính Tùng ơi, 30 triệu. 30 triệu mà chia 8 thì cũng phải được Nhiều. À các anh nắm lần, nhà tôi tính được 3 triệu 8. Cho hỏi là anh cho Dean Dog á, hồi xưa là anh thi lại bao nhiêu lần môn toán vậy? Tôi thấy cũng nhiều khi rớt môn cho anh nghỉ luôn rồi chứ. Cho anh Tâm về ngủ cái. Vậy là còn 30 triệu chia 7 nha đồng chí Tùng ơi. Stop it. 30 triệu chia 7 nhiêu nhở? Nhưng mà bây giờ lên 4 triệu mấy anh ơi. Bây giờ anh tốt với tôi là 30 triệu chia 7 thì nó hơi ít. Thì để tôi cầm 30 triệu này tôi lên casino để tôi là còn cái địch. Là còn cái địch. Không chia 7. Tôi đồng ý tán thành này với anh Tùng đó. Tại vì mấy triệu nó hơi ho lông. Đúng. Thank you.